chăm chỉ đi giày độn nhất V-Bit, Trấn Thành bị nhiều lần sao Việt bóc mẻ. Nổi tiếng hay đi giày độn để tăng chiều cao, nhưng thời gian gần đây, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi thấy Trấn Thành muối mặt khi bị anh em đồng nghiệp bóc mẻ. Ốc Thanh Vân mới đây khi ghi hình tập 2 cho một chương trình về nhảy múa dành cho những người thừa cân, Trấn Thành lại khiến giám khảo Ốc Thanh Vân cũng phải ngỡ ngàng vì đôi giày khủng của mình. Sau khi thấy Trấn Thành và Việt Hương đứng cạnh nhau, Ốc Thanh Vân đã trêu chọc nam MC bằng cách thắc mắc: chị Việt Hương đi cắt quất thì phải mang đôi giày cao, thế còn bạn, bạn không hề cắt quất thì tại sao phải mang đôi giày cao đến như thế? Ngay lập tức Trấn Thành đáp trả rằng: này tôi nói cho bạn Vân nghe nhé, tôi mang giày đôn chứ không phải giày độn. Câu nói này khiến cả Ốc Thanh Vân và mọi người trong trường quay đều cảm thấy khó hiểu. Trấn Thành cũng giải thích luôn: độn là ở bên ngoài, còn đôn là ở bên trong. Đôn thì mang ý nghĩa hỗ trợ, còn độn mang ý nghĩa lén lút, hèn hạ. Và chốt một câu cuối: tôi không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Việt Hương, một chương trình hài hước mùa thứ hai đã trở lại với đội ngũ trụ cột gồm Chí Tài, Việt Hương, Trấn Thành và Trường Giang. Được dịp tái ngộ nhau trên sân khấu, Việt Hương đã liền bóc mở sở thích mang giày độn của Trấn Thành khi cho rằng nam MC lấy đôi guốc của mình. Vừa gặp lại mặt lại bị đàn chị dìm hàng, ông xã Harry Won chỉ biết ngậm ngùi bào chữa cho sở thích lạ của bản thân. Hồng Vân, tại một chương trình về nhảy múa, số cân nặng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân luôn là đề tài nóng để các nghệ sĩ cùng bình luận. Trong tập mới đây nhất, MC Trấn Thành nhận xét đứng kế Nam Vương như Tiến Đạt mới có động lực tập, chứ đứng kế chị Vân thì tập thôi ạ. Lời giễu cợt của Trấn Thành khiến Hồng Vân nổi giận trước toàn thể khán giả, đồng thời nhìn chăm chăm vào đôi giày độn của Trấn Thành như ngầm ý đá đẻo lại nam MC. Thế nhưng Trấn Thành vẫn không chừa và ví Hồng Vân là con mực khi nữ giám khảo ngó ý muốn học múa đương đại thay vì nhảy hip hop. Hé lộ thiệp cưới cực đơn giản của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã Đại Gia. Hình ảnh thiệp cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chính thức được tiết lộ trước 2 ngày diễn ra lễ cưới. Mới đây, một người bạn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính đã tiết lộ hình ảnh thiệp cưới vừa nhận được từ cặp đôi. Theo như hình ảnh này chia sẻ, thiệp cưới của Hoa hậu Việt Nam năm 2012 và ông xã danh nhân được thiết kế rất đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng rất sang trọng, nhã nhặn. Bên ngoài tấm thiệp là dòng chữ Nguyễn Trung Tính, Đặng Thu Thảo và hôn lễ diễn ra vào ngày 6 tháng 10. Được biết, cách đây không lâu, Đặng Thu Thảo đã báo tin vui này tới một số bạn bè thân thiết và đặt lịch ngày trọng đài bằng tấm kẹt. Hình ảnh trên tấm kẹt này chính là một phần trong ảnh cưới mà thần tiên tỷ tỷ chụp cùng vị hôn phu tại Vịnh Ninh Vân, Nha Trang hồi cuối tháng 8. Theo một nguồn tin cho biết, tiệc cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ được diễn ra trong không gian riêng tư, ấm cúng tại một địa điểm sang trọng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng khách mời hạn chế. Hiện tại, cặp đôi cũng đang cùng gia đình tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 10, Đặng Thu Thảo và danh nhân Trung Tính đã bí mật tổ chức lễ đính hôn dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Sau khi những hình ảnh về lễ đính hôn bị rò rỉ trên mạng xã hội, Đặng Thu Thảo cũng mau chóng xác nhận thông tin và tiết lộ khoảnh khắc trong ngày trọng đại. Hoa hậu Đặng Thu Thảo và bạn trai Trung Tính chính thức công khai hẹn hò vào tháng 8 năm 2015 sau thời gian tìm hiểu. Nếu như Đặng Thu Thảo được biết đến là nàng hậu có đời tư sạch, không scandal, thì Trung Tính lại là một danh nhân vô cùng thành đạt, sở hữu vẻ điển trai, hiền lành mà nhiều cô gái phải mơ ước. Chính vì thế, cặp đôi trai tài gái sắc này được người hâm mộ vô cùng ủng hộ và dành sự yêu mến đặc biệt. Khởi Mi Kevin Khánh đi tân trang mô tô 500 triệu trước ngày cưới. Dù đang bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới, nhưng Khởi Mi Kevin Khánh vẫn dành thời gian cùng nhau đi tân trang lại chiếc mô tô trị giá nửa tỷ đồng. Mới đây, Khởi My và Kevin Khánh đã cùng nhau đi tân trang lại chiếc mô tô nửa tỷ đồng khi ngày cưới đang cận kề. Được biết, cặp đôi đều có chung sở thích về mô tô nên luôn đầu tư thời gian để tìm hiểu lên đời những chiếc xe đang sở hữu để thỏa niềm đam mê. Thậm chí, Khởi My, Kevin Khánh còn cùng nhau chạy xe mô tô tới các sự kiện hay điểm diễn tại thành phố Hồ Chí Minh thay vì đi xế hộp bạc tỷ như nhiều nghệ sĩ khác. Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai cũng thường xuyên đi dạo bằng mô tô để giải tỏa căng thẳng sau các dự án nghệ thuật dày đặc.
Cùng chung sở thích về mô tô nên Khởi My Khe Vinh Khánh thường sử dụng phương tiện này để chạy sâu dự sự kiện và đi chơi với bạn bè. Cặp đôi cùng chạy mô tô với bạn bè trên đường phố thành phố Hồ Chí Minh. Khởi My trông rất hâm hố khi chạy thử chiếc xe của ông xã. Thời gian này, Khởi My và Khe Vinh Khánh đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 sắp tới. Hiện tại, thiệp cưới đang được cặp đôi gửi tới bạn bè thân thiết. Theo một nguồn tin thân cận với Khởi My, Khe Vinh Khánh tiết lộ, lễ cưới của cả hai sẽ diễn ra tại một địa điểm sang trọng tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và giới hạn số lượng khách mời để đảm bảo không gian riêng tư, ấm cúng. Thiệp cưới của cặp đôi đang gửi tới bạn bè, nghệ sĩ thân thiết. Đám cưới Khởi My Khe Vinh Khánh là cặp tiên đồng ngọc nữ của showbiz Việt, nên đám cưới của nữ ca sĩ Khởi My và chồng là Khe Vinh Khánh, cựu thành viên nhóm nhạc La Thăng, đang được các fan quan tâm, mong ngóng từng ngày. Tháng 4 năm nay, lễ đám hỏi của Khe Vinh Khánh và Khởi My diễn ra khiến mọi người bất ngờ và thích thú. Từ đó, những thông tin về đám cưới của cặp đôi cũng được tìm hiểu nhiều hơn. Mới đây, theo một số nguồn tin nhận được, thì vào tháng 11 năm nay, đám cưới của Joy và chồng sẽ được chính thức diễn ra. Không phải Hồ Ngọc Hà, Đàm Tu Trang mới là người nắm chặt tay Super đi chơi Trung Thu. Trong đoạn clip ngắn mà một cộng đồng mạng ghi lại, Đàm Tu Trang đang nắm tay Super đi chơi Trung Thu tại một trung tâm thương mại. Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà lại đăng tải hình ảnh cô cùng cưng Đô La đưa cậu con trai cưng Subel đi học và chia sẻ. Sáng nay ở trường cùng hai em trai, chỉ trong thời gian ngắn, bức hình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Dù cả cưng Đô La và Hồ Ngọc Hà đều úp mở có tình mới, nhưng nhiều người vẫn nuôi hy vọng cặp đôi có thể quay lại bên nhau. Nhiều khán giả hy vọng trong đêm Trung Thu, Tết đoàn viên, cặp đôi sẽ tái hợp, cùng dẫn cậu con trai đi phá cổ. Nhưng mới đây, trong đoạn clip ngắn mà một cư dân mạng ghi lại, Đàm Thu Trang mới là người nắm chặt tay Subel đi chơi Trung Thu tại trung tâm thương mại. Tại đây, bạn gái mới của Cường Đô La luôn nở nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh Đàm Thu Trang đi chơi Trung Thu cùng con trai Cường Đô La, cả hai người nắm tay nhau rất thân thiết. Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ với hình ảnh này. Những hình ảnh Đàm Thu Trang dẫn Subel đi chơi Trung Thu tại một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Đây cũng là lời giải đáp chính xác nhất cho những ai đang thắc mắc về mối quan hệ hiện tại giữa bạn gái mới và con trai riêng của Cường Đô La. Thời gian gần đây, Cường Đô La dính vào nghi vấn có tình cảm với nữ ca sĩ Đàm Thu Trang, khiến nhiều người đặt ra giả thuyết cặp đôi sắp về chung một nhà. Dù vậy, cả hai đều không lên tiếng xác nhận. Mẹ Khởi My tất bật chuẩn bị thiệp cưới để tiễn con gái về nhà chồng. Má Năm, mẹ ruột của Khởi My, chính là người vô cùng lo lắng các khâu chuẩn bị cho lễ cưới sắp đến. Những ngày qua, khi những chiếc thiệp cưới của Khởi My được hé lộ đã khiến cho mọi người khá xôn xao và vui mừng. Chiếc thiệp cưới của Khởi My và Khe Vinh Khánh được thiết kế khá đơn giản và đi kèm là tấm ảnh nhí nhố của cặp đôi. Khi nhận được thiệp hồng này, các sao Việt cũng phấn khích vô cùng. Có người còn bảo rằng nhờ có cặp đôi như Khởi My, Khe Vinh Khánh đã giúp họ có niềm tin vào tình yêu. Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My đã hé lộ hình ảnh người trang trí cho từng chiếc thiệp mời để nó đẹp mắt nhất khi gửi đến các quan khách. Người này không quá xa lạ với fan, đó chính là Má Năm, mẹ ruột của nữ ca sĩ. Má Năm đang tất bật cột từng chiếc nơ và thiệp mời để tấm thiệp trở nên sang trọng và đẹp mắt hơn. Rất nhiều thiệp mời đang được chuẩn bị gửi tới mọi người trong thời gian sớm nhất. Khởi My còn nói vui với nghệ sĩ Cát Phượng rằng cô rất khéo tay nhưng Má Năm lại không cho cô thắt. Vì cũng đã làm mẹ nên Cát Phượng hiểu đây chính là hành động của người mẹ thương con và muốn làm tất cả những điều tốt nhất cho con. Trước đó cũng chính Má Năm đã cùng hộ tống cặp đôi đến địa điểm để thử đồ cưới. Khởi My rất may mắn khi được mẹ lo lắng và hỗ trợ rất nhiều từ công việc đến đời sống. Khởi My luôn có một người phụ nữ dõi theo và đồng hành trên từng cây số.
Theo một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết, lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày 24 tháng 11 tới tại một địa điểm sang trọng tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc được bảo vệ nghiêm ngặt và rất khó để truyền thông tiếp cận, cũng như giới hạn khách mời tham dự, để tạo không gian riêng tư, thân mật. Vào cuối tháng 4 năm 2017, Khởi My và Khe Vinh Khánh đã bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà cô dâu ở Long Khánh, Đồng Nai. Giới truyền thông và khán giả vô cùng bất ngờ vì thông tin này, bởi mọi thứ đều được giấu kín đến phút cuối. Sau một thời gian dài yêu nhau, đây được coi là một kết quả đầy hạnh phúc của cặp đôi.